Bây giờ Tiến Dũng sẽ đi theo chú vào bên trong căn nhà nữa vị. Thì căn nhà của chú rất là rộng rãi nha, chiều ngang tới 8 mét chú vị, chiều dài 30 mét. Đó, chúng ta thấy nè. Ở trên là có lầu đó sao chú hả? Lầu cái gác lửng. Gác lửng ở trên ha. Dạ thôi bây giờ mình đi lên cái gác lửng trước đi, rồi mình sẽ đi ra sau biết ha. Dạ, nhà rộng rãi nha. Đây. Bây giờ Tiến Dũng sẽ đi theo chú lên lầu nha vị. Một cái căn nhà rất là rộng mà sau chú còn một căn nữa chú hả? Căn dưới nha. Gác lửng này là bằng gỗ nha. Đó, trên này bằng gỗ nè. Đó, rộng rãi luôn. Dạ. Đối diện với trường tiểu học A Thị Trắng, chợ Giàm nha quý vị. Ngang trường học luôn, mình có thể tiện kinh doanh luôn, cái này là ngay mặt đường luôn nha quý vị. Đó, phía trước nè. Vâng, tôi Dũng kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng đang có mặt tại thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để giới thiệu đến quý vị một căn nhà chiều ngang 8m và chiều dài 30m. Với diện tích đất thì 300m nhưng thổ cư thì chỉ có 240m² thôi. Với một cái mặt tiền đường cũng như là gần chợ và gần trường học, chúng ta rất là tiện cho công việc kinh doanh cũng như là nhà ở thì rất là rộng rãi. Thì ngay sau đây, Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng đến xem cái căn nhà này nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Căn nhà rất là rộng rãi luôn, có sân đậu xe luôn nha. Rồi chạy vô trong luôn. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong nhà của chú luôn, có một cái sân đậu xe luôn nha, thoải mái nha. Cái sân này đậu có thể hai chiếc xe du lịch được ha. Được. Rồi. Ok. Dạ chào chú. Dạ con xin kính chào chú ba. Thì con nhận được cái thông tin chú ba có kêu bán một cái căn nhà đó. Là hiện nay căn nhà của mình là bao nhiêu mét vuông chú ba? Khoảng 300 mét vuông. 300 mét vuông là đất hả? Nhà á, còn bộ còn đất ngoài này thì tức là tổng diện tích là đất á, dạ, 300 mét. Cái nhà 200 mấy chục mét. Cái nhà có 200 mấy chục mét hả? Nhà này tại vì ngang 8 mét rưỡi, bề dài 30 mét. Rồi, rộng dữ ha. Dạ. Dạ, chiều ngang là 8 mét. Dài 30 mét là cái như 240 mét vuông. Là cái phần nhà không đó. Nhà đó. Còn phần đất? Đất thì tổng số là 300 mét. 300 mét. Dạ, vậy là còn dư 100 mét trống là đất chú ha. Dạ. Rồi nhà chú cắt đây bao lâu rồi chú? Cắt hôm nay cũng được khoảng 4 năm đến 5 năm đó, khoảng 5 năm đảo lại. Khoảng 5 năm đảo lại chú ha. Dạ, thì hiện nay là chú kêu bán cái căn nhà này là giá bao nhiêu tiền chú? Thì cũng báo với tập thể cộng đồng mạng mình như thế này, tại dạ, vừa qua vừa rồi á thì mình cũng có lủng củng trong vấn đề gia đình. Dạ. Ra có ly hôn. Dạ. Sau khi ly hôn xong thì mình cũng làm ăn thất bại. Dạ. Sau khi này thì mình cũng quyết định là có hai cái nhà. Rồi bây giờ mình dư một cái này để hoài sợ xuống cấp. Dạ. Đã thống nhất với nhau. Dạ. Nghĩ là tôi đứng một mình tôi bán với cái giá là khoảng 2 tỷ. Khoảng 2 tỷ chứ ha. Dạ. Là địa chỉ mình ở đây là ấp Phú Sương, dạ, thị trấn Chợ Giàm. Thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đúng nha. Nếu mà từ đây mà mình qua bên tổ đình Phú Tân đó là qua cái phà là tới rồi chú hả? Đây xuống thẳng dưới là tới Phú Tân đó. Dạ. Hai chục cây số nữa là tới Phú Tân luôn. Phú Tân là mình chạy đường xe này luôn. Xe lộ này là lộ 954. Lộ 954. Là mình gần cái Chợ Giàm đây là khoảng bao nhiêu cây số? Đây là Chợ Giàm là khoảng cỡ 600 mét. 600 mét là tới cái thị trấn Chợ Giàm mà ngay chợ luôn rồi. Đây là thị trấn Chợ Giàm. Dạ. Ở đây là chợ. Dạ. 600 mét. Nhà mình hiện nay là ở ngay thị trấn Chợ Giàm. Thị trấn Chợ Giàm, đất thuộc về khu vực thị trấn Chợ Giàm. Dạ. Bây giờ Tiến Dũng sẽ đi theo chú vào bên trong căn nhà nữa vị.
thì căn nhà của chú rất là rộng rãi nha, chiều ngang tới 8 mét quý vị, chiều dài 30 mét đó. Chúng ta thấy nè, ở trên là có lầu đó sao chú hả? Lầu, cái gác lửng vô... gác lửng ở trên ha. Dạ thôi bây giờ mình đi lên cái gác lửng trước đi rồi mình sẽ đi ra sau biết ha. Dạ nhà rộng rãi nha. Đây bây giờ Tiến Dũng sẽ đi theo chú lên lầu nha quý vị. Một cái căn nhà rất là rộng mà sao chú còn một căn nữa chú hả? Căn dưới nha. Gác lửng này là bằng gỗ nha. Đó, trên này bằng gỗ nè. Đó, rộng rãi luôn. Dạ. Đối diện với trường tiểu học A thị trấn Chợ Giàm nha quý vị. Ngang trường học luôn, mình có thể tiện kinh doanh luôn, cái này là ngay mặt đường luôn nha quý vị. Đó, phía trước nè. Rồi, chú cháu mình sẽ đi xuống dưới chú ơi. Căn nhà quá rộng rãi, quá êm. Đây. Trên này là gác bằng cái gì chú? Thao lao hả chú hả? Thao lao ha, cây tốt nha. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống dưới lại. Đi dài phía sau luôn. Căn nhà này 30 mét chiều dài. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp tục ra phía sau bếp với chú ha. Đây, một cái không gian bếp mà này còn rộng dữ chú. Cái không gian bếp mà này chiều dài cũng có 5-6 mét à. Rồi phía sau đất này là còn đất mình không chú? Còn 5 mét là khúc vườn chú này ha. Từ đây ra vào đó nữa, có 5 mét nữa. Còn từ 5 mét đó là ra đằng sau là đất của ta. Của ông già. À vậy hả? Cần thì sẽ sẽ bán luôn. Ai cần thì mình liên hệ với ông già bán luôn. Phía sau luôn ha. Và phía sau này còn nguyên cái vườn chuối nữa gì, còn 5 mét nữa. Quá dài quá rộng rồi, bởi vì tới 300 mét vuông mà. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ đi vào trước lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại dứt bên đây ha. Bên đây là có hai toilet hả chú hả? Toilet và phòng tắm. À. Toilet ở đây là toilet nhà tắm luôn nè, có đầy đủ hết nha. Không có ở. Thôi ra rồi. Yeah. Rút con về nhà với mà ở. Dạ. Đây gì đây? Đây, mình thấy rộng rãi quá ha. Đây, quá êm. Dạ. Bán quán nhậu. Dạ, cái xăng mà trước này là chú là mình bán mua bán đằng kia là rất là rộng rãi ha chú ha. 5 mét, chiều dài 15 mét đó. Chiều ngang 5 mét, chiều dài 15 mét, tại vì cái xăng mà trước này nè. Để Tiến Dũng xin ra trước quay ngoài đường cho vị xem nha. Thì chúng ta cách chợ Giàm á là khoảng chừng 600 mét nữa. Đây, phía trước là trường tiểu học nè. Đó, phía trước là trường tiểu học rồi nha. Con đường này thì chúng ta đi thẳng về Phú Tân. Thẳng về Phú Tân luôn. Đó. Còn hướng này thì chúng ta đi ngược lại là chợ chúng ha, chú ha. Chợ Giàm, chợ Giàm. Đó. Rồi bây giờ chúng sẽ qua bên đường để quay. Quay từ cái ngôi nhà của chú trở qua nha. Đây. Chúng ta thấy nha. Đó, ngôi nhà của chú đó, cái nóc nhọn nhọn đó nha. Nóc nhọn đó. Chiều ngang 8 m, chiều dài 30 m, tổng diện tích căn nhà là 240 m. Nhưng mà tổng diện tích đất là 300 m nha quý vị. 300 m. Đó, một cái nơi cho hợp cho những người thích kinh doanh buôn bán ở ngay mặt tiền đường. Ở đây gọi là ấp Phú Sương, thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nha. Dạ. Rồi, chúng sẽ đi vào bên trong để quay lại cho quý vị xem thêm một lần nữa. Đó, phía trước cái xăng này chúng ta đậu có thể được 2 chiếc xe du lịch luôn. Tôi đậu 4 chiếc đó. 4 chiếc rồi chú hả? 4 chiếc. Vậy hả? Tôi có 6 chiếc rồi. Trời, nhà chú ngày xưa có 6 chiếc luôn. Vậy hả? Dạ, chú ngày xưa chắc cũng là một doanh nhân ở khu vực chú hả? Xưa thì cũng như mà đại gia, bây giờ là tàn gia rồi. Dạ. Yeah. Chú mình bán rồi bàn ghế này sao? Bàn này cái nào dính trong nhà thì mình tính, còn cái nào nếu này nếu cần thì thương lượng. Dạ, nếu cần thì mình thương lượng chú ha. Tại vì bây giờ là cái nhà nó ở dưới nó cũng rất là đồ đạc nguyên thủy, nó nhiều lắm. Dạ. Nên là bây giờ nếu cần thì mình lấy, còn không cần thì mình cho ông già. Dạ, dạ, chú có thể nói số điện thoại cho bà con để ta liên hệ trực tiếp chú á chú. 0376 Dạ. 003 Dạ. 037 Dạ.
là coi như là chú quyết định bán cái căn nhà với miếng đất này. Nhà là tổng diện tích căn nhà là chiều ngang 8m, chiều dài 30m, là tổng diện tích căn nhà là 240m2, cộng với phần đất còn lại nữa là 300m2. Tổng số là 300 thổ cư là đã được bao nhiêu mét vuông chú? Thổ cư là được 200 mấy chục mét rồi đó. Thổ cư là 240m là căn nhà này đó ha. Và là chú quyết định bán căn nhà này là giá tiền bao nhiêu? Giá tiền là 2 tỷ. Và có gì thì bà gặp con với nhau, xem được cái thương lượng. Video này thì sẽ lưu thương lượng với chú qua số điện thoại của chú, liên hệ trực tiếp chú ha. Rồi. Thì con cũng đến đây để mà quay cho bà con cô bác xem, để coi có ai thích hợp với căn nhà của chú đó thì sẽ liên hệ trực tiếp với chú nha. Một cái căn nhà Tiến Dũng, theo nhận định của Tiến Dũng á, căn nhà còn rất là mới, chỉ có cái la phong trên này. Thì ví dụ như quý vị nào muốn mới hơn nữa thì về mình đóng la phong lại, mình bê lại chú ha, là ngon lành luôn. Tại vì là cái tường đúc bên kia là con thấy rất là chất lượng nè chú ha. Cột bên kia nè, con nó làm cái phòng mạch bên này rồi bên kia ở. Cuối cùng lại thì nó về thành phố rồi, nó hai gia đình ly tan rồi bắt đầu nó về với mẹ nó. Tôi còn sống mình cô đơn này, thấy giờ nó cũng quá dư rồi. Của dư mình bán thì rất là dễ, tại vì người nào mà muốn thích cái của dư thì cứ đến đây rồi cùng với nhau thương lượng, để tôi sẽ chia sẻ rồi cùng với nhau rồi tôi sẽ cùng với nhau bàn bạc. Và chú với cô là chia tay bao nhiêu năm rồi chú? Chia tay 3 năm rồi. 3 năm ha. Rồi chú có tính bước thì bước nữa không? Không, bây giờ năm nay 65 tuổi rồi. 65 giờ, ha. Là bán xong thì mình là còn chút đỉnh làm phước rồi tôi về chùa nhà dưới, gần chùa dưới. Về chùa An Hòa Tự dưới chú ạ. Của thằng mình ha. Vậy đó. Thôi được gì cũng quá tốt chú ơi, con cũng chúc mừng cho chú nha. Dạ thôi cũng gắng tu hành niệm Phật chú ha, lớn tuổi rồi. Cũng được thêm bước nữa nha. Thì cũng nói với lại cộng đồng mạng như thế này, trong cuộc sống thì ai cũng vậy. Cũng từng lên voi xuống ngựa, nhưng mà trong vấn đề quãng đời của tôi thì giờ đến đây đã quá đầy đủ rồi. Nhưng mà trong công việc của tôi thì giờ là thất bại, nó đẻ ra một cái câu chuyện là tôi sẽ tu tâm dưỡng tánh trong cái lúc này. Nếu trường hợp mà trong vấn đề bà con là một cái cần thiết đó, đến cái ngôi nhà tôi thì tôi sẽ thương lượng và tôi sẽ rất là muốn bán. Còn anh em nào mà kiểu như hợp mà có ném đá này kia đừng đến với tôi, tại vì có những người á ở phía bên vợ tôi á nó có những cái câu chuyện mà mình rất là đau thương, tại vì nói những câu mà khiếm nhẹ tôi. Thành ra là tôi mong rằng cộng đồng mạng và các anh em cô bác mình đó cần mua thì đến đây thương lượng, có thể rằng trả bao nhiêu cũng được hoặc là bàn bạc bao nhiêu cũng được, nhưng mà đừng có ném đá tôi là được rồi. Chú con cũng mong là chú được sớm gặp một cái một cái người có nhà ý để mà liên hệ với chú ha, thương lượng giá cả căn nhà của chú nha. Và chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn Tướng Dũng. Trong cuộc sống thì tôi cũng có đôi lời như thế này, chúc cho gia đình Tướng Dũng thật là hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thành đạt trên mọi lĩnh vực công việc gì cũng vậy. Nếu mà đưa ra một vấn đề nhỏ lớn gì thì cũng thành đạt để đáp ứng lời yêu cầu của mọi người mong muốn theo cái nguyện vọng của người đó. Rồi con xin cảm ơn chú nha. Chào con xin chào chú. Xin kính chào quý bà con cô bác. Kính chúc cho quý bà con khi xem được cái căn nhà này thăng tâm thì luôn an lạc. Và quý vị nào có nhà ý cũng như là muốn xem qua căn nhà này hay là hoặc là muốn mua đó thì có thể liên hệ với chú thứ mấy chú? Chú ba. Đó, chú ba qua số điện thoại mà chú ba vừa đọc đó vị. Thì Tiến Dũng cũng sẽ để số điện thoại lên màn hình để cho quý vị liên hệ với chú ba trực tiếp chú ba nha. Rồi Dũng xin kính chào tất cả vị, kính chúc cho vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo của YouTube Tướng Dũng Nhu Cầu Nhân Ái nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.